Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với bản thi lần này thì em thấy có chị Hồng Nhung và chị Hải Yến. Anh cũng sợ. Tại chị Hồng Nhung bằng tuổi mẹ em ấy. Tại chị Hồng Nhung bằng tuổi mẹ em ấy nên là em liên quan gì? Không được nói thế. Tại chị Hồng Nhung bằng tuổi mẹ em ấy. Chiếu đèn follow vào. Camera sẵn sàng chưa? Sau đây là chương trình phát thanh và truyền hình. Vào đúng giờ kể chuyện cảnh giác. Một sự bất cẩn có tính hồn nhiên, chúng đã vô cùng độc chạm. Xin làm đâu? Ra đây tiếp tay cho chị. Hú Hà đâu? Em bước đi uyển chuyển ra đây cho chị. Hãy kêu gọi để không bình bầu cho. Em dùng hết sự đánh giá em nói. Huy ơi, chị đã dặn rồi là chị nên hát thôi, đừng nên nói. Bởi vì sao? Bởi vì nói mà có gì như là chị em tôi thì hãy nói. Còn nói mà chị gây xúc phạm cho người khác thì không nên nói em à. Khi nào mà em muốn thì học cái khách mình phải nói như thế này. Bắt tìm qua trường Xuân Lam, chị đào tạo cho. Nếu mà em là quán quân của buổi hôm nay, sẽ để cho em trọn đời. Nhưng mà với điều kiện chị cho nói thì nói. Đến lượt Vũ Hà, dập cho tơi bời đi. Cuối cùng thì hồi nãy em bảo quý vị và các bạn đâm bấm như điên như dại để cho hoa nó nở. Cứ bấm nhưng đừng cho nó nở. Thế mới đào. Là cái cớ để cho chúng tôi tập trung sự chú ý vào những cái đứa bé mà nó còn trẻ người, nó non dạ.